Em tới rồi đúng không em? Em nào ở đây? Bạn có biết là bạn lớn tuổi hơn hay là bạn nhỏ tuổi hơn mình mà bạn kêu mình bằng em vậy? Dù có lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn thì làm em không đi. À, có nghĩa là phụ nữ lúc nào cũng là em đúng không? À, đúng rồi. Ok, vậy thì cũng được. Giờ anh có thể mở cửa được không? Cái gì mà mới muốn gặp mặt muốn gặp hả? Trời, phụ nữ đâu phải đơn giản vậy đâu. À, bây giờ nếu như mà anh gì bên đó mà muốn gặp mặt em thì bây giờ anh chứng tỏ cho em thấy đi. Ví dụ như là anh nói câu gì đó hay là anh hát một bài cũng được. Anh hát dở lắm, anh mà hát một cái là em sẽ đi về luôn đấy. Không, em nghĩ là hát hay không bằng hay hát, anh cứ hát đi. Thành phố bê thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Anh hát gì em không có nghe gì hết trơn, nhưng mà mình hát lớn lên tí xíu được không? Thành phố bê thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Nào nhắm mà chung thôi. Anh hát hết được rồi. Ok, đặt yêu cầu chưa? Giờ mở cửa được chưa? Mà khoan đã, mình mới tìm hiểu trước chứ. Em chưa biết tên anh. Chị biết tên là mở cửa được đúng không? À, biết tên là mình biết vài thứ nữa mình phải tìm hiểu trước. Ok, anh khái quát cơ bản của anh cho em trước ha. Anh tên là Thanh Hùng, nhưng mà anh đi diễn hay là bạn bè của anh hay gọi là Thanh. Quê anh á thì ở Vĩnh Long. Hôm nay anh 29 tuổi, chắc không nhỏ hơn em đâu đúng không? Sao cười? Dạ lớn em rồi. Em cười em vui mừng anh lớn nghe em. À, anh tưởng đâu cười chê anh già quá chứ. Dạ không, lúc mà Hạnh ngồi đằng sau tấm rèm á, Hạnh chỉ nghe được giọng của anh ấy thôi, thì Hạnh đoán 90% á là người miền Tây, nên Hạnh cảm thấy vui tại vì đó là đồng hương của mình. Dù không phải ở cùng tỉnh nhưng mà người miền Tây rất là thân thiện. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức của anh thì tổng cộng là 3 mối tình, còn lại là chỉ tìm hiểu rồi xong rồi cũng không hợp để chia tay. Dạ là nhiều nghe em rồi đó. Thì chắc 29 tuổi mà anh mà ít hơn chắc là anh có vấn đề rồi. Dạ không biết nãy giờ anh nghe giọng của em vậy anh có thể hình dung em ra như thế nào không? Thường thì gái miền Tây thì anh nghĩ, theo anh nghĩ thôi nha, là lùn xấu lắm không? Lành quá đi. Miền Tây thì thường là sẽ nhẹ nhàng, Bến Tre nữa thì sẽ tóc dài. Chết rồi, hôm nay em mới cạo đầu. Trời ơi, cạo đầu hả? Thôi vậy chắc anh cũng đi cạo cho nó giống nhau. Anh có thích con gái có tóc ngắn không? Mặc đồ tomboy rồi cũng được, chứ không có nổi mà không phải thích là không phải ghét. Lúc mà gõ cửa bên kia cất giọng lên thì nghe cái giọng thứ nhất là ngọt ngào, tuy là bạn gái hơi mạnh mẽ. Một cái điều đặc biệt nữa là bạn là miền Tây nữa, mình thích gái miền Tây đúng tiêu chuẩn của mình. 5 4 3 2 1 mở nha. Ủa cái giọng rồi người đâu, chạy mất tiêu rồi. Em đó, em ngồi trước mặt anh mà. Này không phải như Doraemon đâu mà có đồ tàng hình, em đâu rồi? Anh về anh đi mở hết mấy cái khung này luôn nha. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Hello em, anh chào em. Dạ anh, dạ anh. Hai người mời người. Ở sao tự nhiên chạy đi qua bên bển vậy? Trốn hả? Đúng rồi, mình phải tạo bất ngờ chứ, đúng không? Mở cửa ra anh thấy em như thế nào? Nói chung là cảm giác rất là thân thiện. Khi mà ảnh vừa kéo cái tấm đó xuống, đúng như những gì Hạnh nghĩ luôn. Một khuôn mặt rất là hài hòa, nụ cười có duyên, có hai cái đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh. Hạnh mong là tới nữa hai đứa sẽ làm những nhiệm vụ mà khiến cho cả hai cùng hiểu nhau hơn. Đáng lẽ bây giờ là mình hẹn hò vậy là hai đứa mình phải có cái khẩu trang nữa. Thì bây giờ ăn đi xong rồi hai đứa đi kiếm mua khẩu trang xong rồi đi hẹn hò. À rồi ok. Lỡ như mình đeo từ đây tới lúc hẹn hò luôn có được không? Không. Chứ em thấy bây giờ muốn thấy mặt là làm sao? Không lẽ quay lại thấy mặt cái em dở khẩu trang cho anh ngó anh cái. À anh 29 là 91 đúng không? Đúng rồi. Mừng quá. Em sợ. Hình như tuổi anh tuổi em hợp nè ta. Ồ anh tính chuyện hợp đúng không? Không đúng rồi, con dê với con gà hợp. Gà dạng là hợp theo phong thủy, hợp theo này kia thì hai tuổi sẽ có hợp. Dễ làm ăn á anh. Anh em mình kinh doanh được. Thì hợp tác ha. Hợp tác được. Sao kinh doanh lẩu thành liêu. Em lên đây là ở một mình hay là ở với ai? Em ở với em trai em. Mà em trai em mới lấy vợ cách đây mấy ngày. Là bây giờ em ở mình? Ở chung với hai chồng đó luôn. Có cái điểm nữa giống nhau nữa nè. Em trai anh cũng mới lấy vợ luôn và chuẩn bị lên đây ở chung với anh nữa. Ủa vậy hả? Không phải đám cưới nó mà anh bị hỏi miết à. Sao không quen cô nào dẫn về cái độ tuổi của mình mà không lấy vợ lấy chồng thì sẽ bị hỏi. Con trai tên đỡ em con gái mới mệt nè. Ở dưới quê mà
bạn của em á, tầm của em mà lấy vợ mấy có đứa con hết trơn, còn mình em. Trong quá trình Hạnh và anh Hùng á ăn với nhau thì Hạnh khá là ga lăng với Hạnh. Hơi tiếc một điều là tại vì Hạnh dị ứng với hải sản nên không ăn được nhiều đồ, chỉ ăn rau với thịt thôi. Anh thấy bạn có một cái cá tính là khá mạnh mẽ, nhưng mà cũng đúng thôi, tại vì một người mà lập nghiệp xa từ quê lên thì phải mạnh mẽ nó mới sống được ở đất Sài Gòn này. Cột mốc 2, chính thức hẹn hò. Cả hai sẽ cùng nhau học pha chế món cocktail theo công thức đưa sẵn để thử độ hiểu ý của nhau khi cùng tương tác. Khi mà nhận được cái cột mốc 2 mà phải pha một cocktail á thì thật sự thì Thanh chưa pha cocktail lần nào, cũng lo lo sợ mình pha không đúng thì nó sẽ rất là dở, không lấy lòng được bạn gái. Thật sự thì Hạnh cũng không quá là lo lắng, tại vì bản thân mình thì cũng có một tí xíu kiến thức về pha chế. Chắc là do đi chơi nhiều quá, uống nhiều loại quá nên cũng khá rành về điều đó. À, em. Trời ơi, gì vậy? Trời, mấy cái món này lạ mà chưa về mang luôn á. Anh chuẩn bị cho em đó. Trời, chu đáo quá ta. Anh trình bày vậy chứ không gian này thấy được. Dễ thương, nói chung là cũng thích. Trước tiên á thì thôi, bây giờ chút xíu tính, bây giờ mình ăn trước đi ha. Mình cũng là 24 giờ rồi đúng không? Bây giờ nữa là sắp hết rồi. Thì em thấy là anh như thế nào? Anh tạo cho em một cái thiện cảm rất là tốt. Lần đầu tiên hai anh em mình gặp nhau đúng không? Mà cảm giác là không có khoảng cách. Em phải công nhận một điều, anh là một người đàn ông rất là tốt. Đối với em thì anh rất là mến. Cái độ mến của anh đối với em, ví dụ như Thang là 100% thì anh sẽ khoảng 80%. Anh xin phép đi toilet cái. Nghĩ trong đầu chỉ cần đứng bên nhau, chẳng hề khó khăn nào nữa đâu. Cưng không? Anh tặng em. Cảm ơn nha. Em mở quà đi. Được mở hả? Được, mở luôn. Anh đứng lên đi, anh đứng lên đi. Rồi. Wow, chạy nhạc được luôn hả? Cưng quá vậy. Em thích không? Qua chương trình á thì anh biết được á, em là có mơ ước có một ngôi nhà, có những cái khu vườn và để hai vợ chồng cùng cùng nhau chăm sóc. Và em biết tại sao mà hôm nay anh chuẩn bị một bộ đồ siêu nhân mà để ra đây tặng quà cho em không? Thì bộ đồ này nó có ý nghĩa là giống như anh là lúc nào cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ cho em và xây dựng ngôi nhà của chúng mình. Nói chung là em cảm ơn tất cả những gì mà từ sáng tới bây giờ 24 tiếng anh đã làm cho em. Nói chung là em rất là bất ngờ, em không nghĩ là anh là một người chu đáo tới mức như vậy. Tại vì em cũng biết anh là một người khá cầu toàn đó, nhưng mà không nghĩ là sẽ có một món quà như vậy. Hiếm một người đàn ông nào mà chu đáo giống như vậy đối với em. Em và lý trí của em thì nó rõ ràng lắm. Anh luôn tạo cho em một cảm giác rất là thân thiện. Em trân trọng những điều đó. Nhưng mà với anh á, em chưa có sự rung động đó, nhưng mà em có sự quý mến ở đó. Và em nghĩ là em cần bên cạnh mình, xung quanh mình có những người bạn tốt như vậy. Thì theo bây giờ nếu không được thì em có thể là làm, anh với em có thể làm bạn, rồi các mình sẽ có thêm những cái cơ hội mà để tụi mình có thể tiến xa với nhau hơn. Dĩ nhiên, tại vì tương lai đâu ai biết trước được gì. Cảm ơn em.